Ngày 30 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, điều kiện bắt buộc là tuân thủ triệt để các yêu cầu về 5K trong mọi hoạt động, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc, có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng trong phòng, chống dịch, ưu tiên cho các đối tượng đã tiêm vaccine phòng COVID-19 sau ít nhất 10 ngày, các F0 đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian 6 tháng, khai báo y tế khi có triệu chứng hoặc khi di chuyển liên huyện, thành phố, quét mã QR hoặc khai báo y tế bằng giấy tại các địa điểm tập trung đông người theo quy định, hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà, cho phép các hoạt động ngoài trời, trong nhà, hội họp, tập huấn, hội thảo, nhưng tập trung không quá 10 người, trừ các hoạt động, sự kiện được cơ quan có thẩm quyền cho phép và phải đảm bảo phòng, chống dịch, không quá 30 người khi những người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Giao thông công cộng đường bộ, đường thủy nội tỉnh, các phương tiện công cộng, taxi, xe khách, bến đò, vận chuyển hành khách được hoạt động trong phạm vi nội tỉnh nhưng công suất không quá 50%. Đối với các phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường thủy liên tỉnh thực hiện theo phương án của Sở Giao thông Vận tải. Lưu thông, vận chuyển hàng hóa, lưu thông nội tỉnh, liên tỉnh phải được cấp mã QR đi vào luồng xanh. Lưu ý, người điều khiển các phương tiện công cộng đường bộ, đường thủy nội tỉnh, lưu thông, vận chuyển hàng hóa phải được tiêm từ một liều vaccine trở lên hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc test nhanh âm tính trong thời hạn 3 ngày. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu cụm công nghiệp tiếp tục thực hiện phương án 4 tại chỗ linh hoạt tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu cụm công nghiệp đối với người lao động chưa tiêm vaccine hoặc người lao động ngoài huyện, thành phố hoặc ngoài tỉnh. Áp dụng phương thức một cung đường hai điểm đến, từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu cụm công nghiệp có người lao động đã tiêm một mũi vaccine trở lên sau ít nhất 10 ngày. Ưu tiên sử dụng lao động trong tỉnh, trường hợp sử dụng lao động ngoài tỉnh phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động ít nhất 7 ngày lần đối với ít nhất 20% người lao động, toàn bộ người cung cấp dịch vụ. Xét nghiệm SARS-CoV-2 với 100% người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở B. 5. Hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông, ngư nghiệp được hoạt động nhưng đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công trình xây dựng được hoạt động nhưng đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm khám, chữa bệnh, cung cấp lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu, vật liệu xây dựng, tư vấn xây dựng, sửa chữa, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, tổ chức tín dụng, ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, bán đấu giá tài sản, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, cửa hàng tiện lợi, photo, in ấn, kho dự trữ, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, tang lễ được hoạt động nhưng bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ được hoạt động tối đa 70% công suất, 2 buổi ngày, đóng cửa từ 18 giờ hàng ngày, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, giảm số lượng người tại một thời điểm, bảo đảm thông thoáng, hạn chế sử dụng điều hòa khi hoạt động, tiếp tục dừng hoạt động chợ vào buổi tối, người bán phải được tiêm ít nhất một liều vaccine sau ít nhất 10 ngày. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, chỉ phục vụ mang đi, không phục vụ tại chỗ, phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Người bán phải được tiêm ít nhất không một liều vaccine sau ít nhất 10 ngày. Khách sạn, cơ sở lưu trú, được hoạt động 50% công suất và phải bảo đảm thông thoáng, hạn chế sử dụng điều hòa khi hoạt động. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu như spa, massage, vũ trường, karaoke, quán bar tiếp tục dừng hoạt động. Riêng cơ sở cắt tóc, gội đầu được hoạt động 50% công suất và phải bảo đảm thông thoáng, không sử dụng điều hòa khi hoạt động. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo, tiếp tục dừng hoạt động. Hoạt động giáo dục, đào tạo, tổ chức dạy, học gián tiếp, trực tuyến. Hoạt động của cơ quan, công sở,
giảm 30% số người làm việc tại cơ quan, công sở, tăng cường làm việc trực tuyến, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải được xét nghiệm tầm soát theo yêu cầu của ngành y tế. Trường hợp làm việc ở ngoài tỉnh phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc được cơ quan bố trí ăn, nghỉ tại chỗ. Hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám cưới, thể dục, thể thao, tham quan du lịch, các sự kiện biểu diễn văn hóa nghệ thuật, meeting, phát động. Các sự kiện văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, meeting, phát động, trừ các trường hợp được lãnh đạo đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ cho phép hoạt động, tiếp tục dừng hoạt động. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tiếp tục dừng hoạt động. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, tham quan du lịch tiếp tục dừng hoạt động. Tiếp tục tạm dừng những sự kiện biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, thi đấu. Các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân tập trung không quá 10 người. Tổ chức đám cưới không quá 20 người cùng một thời điểm, có sự giám sát của nhân viên y tế tuyến xã. Không quá 30 người khi những người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Tổ chức đám tang không quá 20 người cùng một thời điểm, có sự giám sát của nhân viên y tế tuyến xã. Hoạt động di chuyển, đi lại, đối với những người trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 ở mức nguy cơ rất cao hoặc đang áp dụng giãn cách theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chưa được phép trở về tỉnh, trừ lý do đặc biệt được cấp có thẩm quyền đồng ý, thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phân công, vận chuyển hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, xúc tiến, đầu tư, tư vấn, xây dựng, phương tiện phục vụ việc cách ly, chăm sóc sức khỏe, tỉnh tổ chức đón, rước, và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đối với những người trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 còn lại, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 sau ít nhất 10 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian 6 tháng phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 3 ngày trước khi vào địa bàn tỉnh, tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày trở về địa phương, luôn thực hiện thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7 do người về địa phương tự chi trả. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 3 ngày trước khi vào địa bàn tỉnh. Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú do người trở về địa phương tự chi trả. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình cụ thể trên từng địa bàn mà quyết định việc áp dụng biện pháp đối với các xã, phường, thị trấn thực hiện theo chỉ thị số 15, chỉ thị số 16, chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp. Thực hiện liên tục việc đánh giá nguy cơ để quyết định việc giãn cách và nới lỏng giãn cách, quyết định cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần mở cửa. Xây dựng phương án phản ứng nhanh khi dịch bùng phát trở lại, thiết lập cách ly y tế vùng ngay khi phát sinh ổ dịch với quy mô nhỏ nhất, gọn nhất, bảo đảm công tác khoanh vùng, dập dịch kịp thời, không để dịch bệnh lây lan. Khởi động lại các công trình thi công, bảo đảm tiến độ thực hiện, có phương án khôi phục sản xuất, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn theo diễn biến dịch bệnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để xem các video mới nhất của chúng tôi nhé.